tay cổ thoải mái đi. Ngoài ai là đã đã hầu kia là con ngước cái dài là nó cái mấy cái cứ như vậy cái là nó cái mấy cái. Mà bây giờ nó hết cơm rồi. Dạ bây giờ thì nó hay ngon quá rồi. Và sau khi làm xong thì thấy con người nó nhẹ nhàng rồi, đi đứng là thấy nó thoải mái. Thoải ha. Thế được bao nhiêu phần trăm? Hả? Được bao nhiêu phần trăm? Thế là 60-70%. 60-70% luôn á. À. Thoải mái luôn. Mà coi như khỏi được 67%. Chạy bằng nhàng nhàng chạy nhanh thế hả? Rồi chạy lại. Rồi. Rồi chạy. Rồi, tốt quá rồi, đá chân đá tay thoải mái không? Dạ, thoải mái. Bung thoải mái ha. Rồi, chúc mừng nhé. Khỏi được không? Khỏi được không? 50% mà giảm cái đau gì? Vai gãy. Nó lại bị giãn. Chủ yếu đau đầu. Rồi, bây giờ giơ tay lên tên nó nhẹ nhàng hơn không? Bung tay lên, bung thoải mái lên, bung mạnh lên. Rồi. Ngay đỡ bớt đầu nha. Rồi, chúc mừng chị nhé. Cũng đỡ 70-80%. 70-80%. Yeah. Mà đỡ cái gì? Đỡ cái gì? Đỡ cái gì? Bớt cái đỡ gì? Đỡ đầu rồi đỡ cái bả vai rồi đỡ cái chân này này chẳng nhẹ. Ai là nhiều thế. Rồi bây giờ chân nhẹ bây giờ thử đi lại xem sao nào. Lại bước tới bước lui cho trong rồi đi lại xem sao. À đi tập là đi đi. À nghe được lui luôn nhỉ. À mà lúc trước đứng lên ngồi xuống không được đấy. Rồi bây giờ biểu diễn đứng lên ngồi xuống lại đi xem nào. Đứng thẳng ngay cô. Ồ đứng ngay. Cô thấy bệnh tình của cô là cái vai còn cổ là gai cột sống, trước nó gai cột sống. Nhưng mà bữa nay là cô thấy bệnh tình là nó phát triển rồi. Tức là tốt hơn 80% là tốt hơn nhiều. 80% tốt hơn. Nó bớt nhất cái còn cổ. Ôi, chúc mừng cô. Cảm ơn bác sĩ. Rồi bây giờ ngoáy cổ xem sao. Xoay cổ thoải mái đi. Ngoáy mà. Ai là đá quá. Ồ, đá quá. Hầu kia là con ngước cái dài là nó cái mấy cái cứ như vậy cái là nó cái mấy cái. Mà bây giờ nó hết cơm rồi. Dạ bây giờ thì nó hay ngon quá rồi. Đó. Chính xác luôn. Làm chưa đỡ được nhiều lắm. Đỡ nhiều rồi. Vì chỉ cơ mấy lần rồi thì đỡ cũng được. Rất là vô cùng quý đấy. Vô cùng quý. À, quý là vì chữa cơ. Nó là không là bệnh có thể nữa là dịch ra giờ bây giờ nó thấy nó à nó rất an lạc nó à sung sướng. Dạ bao nhiêu phần trăm có thể là 100% luôn rồi. Oh, chúc mừng khỏi 100% mà trong vòng có ít phút thôi. Dạ mà thấy bây giờ có tin tưởng vào phương pháp không? Cái này là tôi tin tưởng vào phương pháp này nhiều lắm. Dạ. Rồi bây giờ là mình dễ chịu cái gì hả bác? Bây giờ mình dễ chịu cái gì ạ? Mình thấy có dễ chịu cái gì rồi? Dễ chịu giờ tất cả những người của mình được là an lạc sung sướng là không thấy cái bệnh nữa. Hết bệnh luôn rồi. Bây giờ bác có thể đi lại được không? Đi được không? Chạy, đi được. Xuống, rồi bây giờ chạy đi. Đó. Rồi. Chạy lại đây. Mừng quá chạy luôn. Mừng quá, bây giờ chạy thầy về thẳng về nhà luôn nhé. Rồi bây giờ quay cảnh anh em cũng quay quần rất là vui nha. Đây là quan cảnh các nơi chú bệnh. Đứng lên ngồi chủ này được rồi đó. Rồi đứng lên ngồi xuống được rồi, bây giờ đứng lên ngồi xuống luôn. Rồi đứng lên. À cái cô này lúc trước đứng lên ngồi xuống không được. Khó khăn đấy. Rồi. Bây giờ cô thấy sao? Vui không? Cũng được đấy. Vui không? Vui. Vui. À? Thế là đỡ bao nhiêu phần trăm cô? Nói chung là cái khẩu với tôi đỡ yêu mà bệnh tiểu đường thì bệnh huyết áp. À tiểu đường huyết áp thì lát nữa có thể chữa yêu mà mạch sẽ tư vấn cho cô nha. Đấy phải là lâu dài. Còn từ. Rồi ok, sẽ có tư vấn nhé. Phải hỏa mấy cái cột đi, sợ cái cột đi. Dạ ok. Không, mới lối được. À, mới lối được à? Thoái hóa cuộc sống cổ cũng đỡ luôn rồi. Rồi thì chúc mừng, cúi cổ xem nào, quay cổ, cúi cổ xem. Oh. Mà khi có xoay được lẹ như vậy không? Lúc đi dông lúc lương à lúc trước không được. À ok rồi bây giờ được. Cũng năng năng thôi. À rồi ok. Mà bây giờ nhẹ nhàng rồi. Rồi chứ không cô.
Hốp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.